Ngân hàng thế giới cảnh báo giá dầu sẽ tăng cao và có thể lên mức kỷ lục từ 140 đến 157 đô la Mỹ một thùng trong thời gian tới nếu xung đột Israel và Hamas tiếp tục leo thang. Ngân hàng thế giới WB cảnh báo xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza, Palestine có thể khiến giá dầu tăng cao, tạo nên cú sốc đối với giá nông sản. WB đưa ra 3 kịch bản về giá dầu trong thời gian tới. Trong kịch bản lạc quan, giá dầu có thể tăng từ 3 đến 13% lên mức khoảng từ 93 đến 102 đô la Mỹ trên một thùng. Kịch bản trung bình dự đoán giá dầu sẽ tăng lên mức 121 đô la Mỹ trên một thùng. Kịch bản xấu nhất, giá dầu có thể tăng lên mức từ 140 đến 157 đô la Mỹ trên một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Ngoài tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas đến nguồn cung dầu từ Trung Đông, các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào kết quả họp của Fed vào thứ tư này, cũng như thu thập gã khổng lồ công nghệ Apple có thể chi ra triển vọng về suy thoái kinh tế. Retail cho biết, Fed có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi các ngân hàng trung ương của Anh và Nhật Bản cũng sẽ xem xét lại chính sách của họ trong tuần này.